Xin kính chào quý khán giả Người Việt TV. Có thể nói trong tất cả những tour du lịch thì cruise là một cái điểm du lịch khá hấp dẫn và khá đặc biệt. Bởi vì cruise có nghĩa là chúng ta du lịch ở trên tàu và đi đến các địa điểm thắng cảnh, và chúng ta sẽ ghé lại rất là nhiều nơi ở trên các bờ. Và hôm nay chúng tôi đã có mặt tại cảng Long Beach và chúng tôi đang có mặt trên chiếc tàu Carnival Imagination. Đây là một cái chuyến cruise rất là nhiều người Việt đã tham gia cái chuyến hải hành này. Sau lưng chúng tôi là thành phố Long Beach. Đây là một hải cảng lớn và được rất là nhiều các chuyến cruise tổ chức thường xuyên ở đây. Đi du lịch bằng tàu có lịch sử khá mới mẻ, chỉ từ thập niên 70 cho đến nay. Điều đầu tiên khách lên tàu sẽ được hướng dẫn cách đi cruise an toàn, mặc áo phao nếu trong trường hợp emergency khiến bạn hơi lo lắng. Nhưng bạn sẽ quên điều đó ngay, vì khi lên được boong tàu mọi người sẽ ngạc nhiên trước một khung cảnh rộng lớn, tươi vui với hồ bơi, water park, casino, phòng massage, nhà hàng, bar rượu, hí viện, v.v. Chúng ta có cảm giác như đang sống trên một thành phố lênh đênh trên biển khơi. Ông Tiến Vũ, người đã đi cruise nhiều lần, cho chúng tôi biết. Tôi đã đi được lần này là lần thứ 3 rồi. Anh thấy không, cruise thì nó rất là tiện lợi cho chúng ta. Bởi vì trên cruise này nó bao hết mọi thứ cho mình. Mình rất là thoải mái, họ phục vụ rất là chu đáo. Họ lo cho mình từ A đến Z. Mình chỉ đóng tiền một lần thôi. Và cái giá nó rất là phải chăng. Tôi thấy là càng ngày càng có nhiều người Việt thích đi cruise. Chúng tôi lên đây gặp rất nhiều người Việt cũng rất là vui, rất là rẻ hơn. Mà đồng thời là họ cho mình đi các nơi. Mình qua Mexico, mình được thăm cái đất nước, một cái đất nước mới lạ. Nó ngay chỉ sát biên giới Mỹ đây thôi. Và một cái đặc điểm đó là cái điều kiện đi cruise rất là dễ dàng. Tôi thấy có cả những người Việt Nam từ Việt Nam qua đây nữa. Họ cũng được cho phép lên tàu và đi thăm đất nước Mexico. Phục vụ trên cruise thì tôi không biết làm sao chứ họ chu đáo lắm. Họ lo cho mình ăn uống, họ dọn dẹp. Tất cả mọi thứ rất là chu đáo. Tôi rất là thích. Mà mỗi lần tôi đi, một cái điều thú vị là tôi lại có thêm bạn mới. Và tôi còn rủ thêm bạn mới nữa. Tôi rất là thích đi và hướng dẫn cho mọi người biết những cái hay cái lạ trên cruise, làm tôi rất là hạnh phúc. Đi du lịch cruise, điều khó kiềm chế là sự ăn uống. Khách được phục vụ miễn phí thường xuyên về ăn uống, và đa số là các tiệc buffet. Các món ăn ngon không chê vào đâu. Chính điều đó làm bạn sẽ bị dễ quyến rũ và phát phì sau chuyến đi cruise. Khung cảnh ăn uống sang trọng và lãng mạn. Bạn sẽ sống cùng thiên nhiên, biển cả. Một gia đình người Việt Nam lần đầu tiên đến Mỹ và lần đầu tiên đi du lịch cruise, anh chị đã cho biết cảm tưởng. Tôi là Trung Minh, đến từ Việt Nam. Đây là bà xã tôi, tên Thủy. Tôi lần đầu tiên được cơ hội đến nước Mỹ này, và rất hạnh phúc, rất vui vẻ và sung sướng được đến một cái đất nước này và đi một chuyến thật là bất ngờ. Về chiếc tàu này rất là lớn mà cung cách phục vụ rất là tốt. Và chúng tôi thích nhất là đến được cái đảo Catalina, một đảo rất là đẹp và nổi tiếng của Mỹ. Và chuyến đi này chúng tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi được đi một chuyến thật là thú vị. Xin chào quý vị. Sau khi chúng ta từ tàu cruise và chúng ta đi cái tàu nhỏ để lên đảo Catalina, thì đảo Catalina là một cái hòn đảo nhỏ nhưng mà thuộc tiểu bang California, và đây là một cái đảo du lịch và rất là hấp dẫn. Ở trên đảo chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái cửa hàng bán những cái gift shop cũng như là những cái đồ. Chị Thủy đến từ Việt Nam nói với chúng tôi. Dạ, đây là lần đầu tiên tôi được đi cruise như thế này cùng với bạn bè thân yêu, rất là vui và hạnh phúc vì được tham quan những cảnh đẹp, những cái đảo đẹp của Catalina và Mexico, rồi được gặp những người dễ thương, những người phục vụ rất là tốt và chu đáo. Tàu thì chạy rất là tốt, rồi ở một cái nơi cũng đẹp và tiện nghi, và ăn những cái thức ăn rất là nhiều và đa dạng đủ món. Du khách đến từ tiểu bang Atlanta có đi tham dự chuyến du hành cruise đi Catalina, đi đến Mexico, được gặp được các bạn đi trên cái tàu rất là thú vị, và
gặp được những người năm châu bốn biển, rất là vui. Cách phục vụ, cung cách phục vụ của trên nhân viên trên tàu rất là tốt, tôi cũng rất thú vị. Thì được đi đây đi đó, được đến các vùng đất mình chưa từng đến, đây cũng là lần đầu tiên là trong đời là được đi trên tàu, đi trong vòng 3 ngày nhưng mà rất là vui. Thì mình được xem mấy cái chương trình, các show biểu diễn rất là hay, mình rất vui khi được tham dự xem các chương trình biểu diễn. Một người bạn cho biết: Tôi đến từ thành phố Riverside, California. Thì hôm nay đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một cái hành trình của tàu cruise. Phải nói thật là thú vị và những trải nghiệm mới lạ hoàn toàn với tôi. Tôi trải qua 4 đêm và 3 ngày trên tàu với tất cả những dịch vụ tiện ích mà làm cho tôi hơi ngạc nhiên và bất ngờ. Vì tất cả những dịch vụ đều đầy đủ so với những dịch vụ mình tận hưởng trên đất liền, từ casino, sòng bài và massage, giải trí, thậm chí phòng gym, tập thể dục đều có đầy đủ. Chính điều đó làm tôi bất ngờ. Và tôi lần đầu tiên tôi được đi cái tour qua Mễ Tây Cơ, tham gia vào những cái tour cưỡi ngựa dọc mé biển. Đó là những trải nghiệm thật tuyệt vời và tôi nghĩ là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Và tôi nghĩ là không phải là lần đầu và cũng có thể vài lần sau tôi lại sẽ tham gia chương trình này lần nữa. Sau 3 ngày lên đênh, chúng tôi đã trở về đất liền với đầy ắp những kỷ niệm. Đi cruise để cảm nhận được tình yêu thiên nhiên và yêu biển cả.